Hello mọi người, hôm nay Cà Phê Thanh Sweet TV tại quán cà phê Korokoro theo phong cách Nhật Bản tại thành phố Đà Lạt nha. Đó. Thì ở thành phố Đà Lạt thì phải có bông hoa, đặc trưng là hoa cẩm tú cầu nha mọi người. Đây, mình đang từ cổng vô. Giá vé cho người lớn là 80.000 Việt Nam đồng, em bé là 40.000 nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong coi có những gì. Đây, thường thường cổng chào đây đó, phong cách Nhật Bản mọi người, nhìn là thấy đặc trưng Nhật Bản liền ha. Ở đây quán cà phê nó sẽ có cho mình là thuê trang phục kimono của Nhật Bản. Đây. Đó, mọi người vô thuê đồ nha. Rồi mình sẽ đi vô trong nữa. Thì nó sẽ có bảng giá để sẵn cho mình thuê đồ như thế nào. Đó. Nê cua thao. Thì trong đây nè sẽ có cái bảng giá cho mình thuê đồ và có thợ chụp hình luôn. Đây, đây là gói chụp hình thuê đồ nha. Cái này là gói chưa có thợ chụp hình đó, có thợ chụp hình. Đây, trang trí theo phong cách Nhật Bản luôn nha. Và nét đặc trưng là có chú mèo thần tài. Đó. Chú mèo thần tài may mắn nha. Rồi mình đi vô trong nữa. Ở đây có phục vụ cà phê quán ăn theo phong cách Nhật Bản nha. Khách tham quan là đi rất là đông. Đó. Mấy anh góc chiêu qua nhìn xuống. Đó. Có nhà ở trong đó cho mình ngồi uống cà phê nghỉ ngơi, đừng có nắng. Đây, khách tham quan đi chụp hình nhé. Rồi mình sẽ đi qua đây là có hồ cá koi. Ấy da, đây. Thì trong quán cà phê Korokoro thì có hai cái hồ cá koi. Đây. Đó. Đó là một hồ thứ nhất, đây là hồ cá thứ nhất nha. Mọi người tới quay phim chụp hình giúp cá rất nhiều. Quán cà phê này rất là rộng. Mình mới chỉ bước vô chút xíu thôi. Đây. Cá lau kiến ở dưới cũng quá trời. Đó, mọi người vô chơi chụp hình nha. Đó, con gái ngồi cái bên trong bờ hồ kia. Đây, có dành khu cho con nít chơi là cái xích đu quay. Ở lên đây thì mọi người có nhiều cái góc cảnh chụp hình rất là đẹp. Có xe đạp cổ nữa nè. Rồi qua đây là cái hồ cá koi thứ hai. Đặc biệt ở đây mọi người không đi nè, không nhổm lên cỏ nhé. Không thò tay xuống bắt cá nhé. Đó. Cá coi đây thì rất là bự. Hàng size big size chứ không phải là cá coi dạng cá chép cá nhỏ nha. Đây. Đó. Con này rất là đẹp. Hồ bên này thì nó ít cá hơn bên kia thì bự, nhiều cá hơn. Đó. À, góc bên đó thì mấy em cho cá ăn thì nó nhiều, cá bu qua đó nhiều. Mình để đi vòng quanh bển nha. Ở đây thì có một bạn giữ chó Alaska để chụp hình nè. Đó. Đây.
Ở đây rất là nhiều khung cảnh chụp kiểu Nhật Bản, mọi người vô thì sẽ chụp được chụp nhiều cảnh đẹp giống như ở Nhật Bản vậy đó. Mình thì cũng chưa được đi Nhật Bản, mình chỉ đi Hàn Quốc rồi đó. Đây cái còi, cái còi bự 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 không nha mọi người. Mọi người thấy thấy kênh mình hay hay là thích mình đi đâu đó thì comment vô kênh YouTube Y Thanh Swiss TV nha. Nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Rồi cho mình xin tim một like đó, một con cá màu đỏ bự ơi bự. Đó. Quán cà phê này thì nhiều người thích ngắm cá koi thì vào đây. Hàng cá koi đây toàn dạng big size không nha. Bự bự không đó. Không phải dạng nhỏ nha. Mình không có zoom luôn á mọi người ơi. Mấy em con nít vô đây thích là thích. Đây. Đó mọi người thấy view đẹp không? View rất là đẹp. Rồi mình quay qua đây đi. Đó. Chỗ dành cho mọi người uống cà phê ngắm cá đó, bên đền. Rồi. Đây mọi người thích uống nước gì thì đây ở đây có phục vụ nước cà phê nè. Đây. Đây là chỗ ngồi dành uống cà phê, chụp hình chiêu chiêu. Ngắm cảnh rừng thông đó. Đó rừng thông ở dưới. Đây. Đó, khách tham quan đi chụp hình đó mọi người. Rất là nhiều cảnh đó, đây 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 đây. Đây là khách người ta thuê đồ kimono để chụp hình nè. Đó. Có phụ kiện kiếm con nít nè, đó, có em bé. Rồi, ok. Đúng rồi đó. Còn kiểu nào nữa không? Làm samurai luôn. Rồi, đúng rồi đó. Ừ, đúng, 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 đúng. Ok. Rồi còn kiểu nào nữa? Đó hình tượng người cá. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ thích video và đăng ký theo kênh dõi kênh Uy Thanh Showbiz TV của mình nha. Có thể tháng sau mình sẽ quay đi du lịch ở một đất nước, đi cũng gần nửa vòng trái đất thôi. Rồi mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh mình để biết tháng 6 mình sẽ quay ở đất nước nào nha. Cảm ơn mọi người.